Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của Thanh Nhã Vlog. Thì hôm nay thì mình mới rước đi anh Bài mới chạy vô mọi người. Thì Danh với anh em cũng đã sẵn rồi. Giờ thì Sen của mọi người thì đang bên trong toilet của cậu Năm, làm công chuyện ở bên đó mọi người. Dạ. Con bóng xong thì đậu mày khen kiến giống tao vậy. Đó rồi, thì hôm qua mày nhớ cái vụ đó không? Nhớ. Bài tao hù chút quán với mày nha. Go! Mày chạy nè. Anh nè. Nhảy cái mất cậu Năm. Nhảy. Thôi, không giỡn luôn. Tao cũng nhớ nữa. Dạ. Nhưng không phải là tao. Mình đừng có nói chuyện luôn, thiệt luôn, được luôn á. Đó thì hôm nay mọi người thì mình có một cái ý tưởng nè mọi người. Bây giờ thừa thời cơ là ai vô làm người đó trước mọi người. Bây giờ mày đừng hỏi nữa, để tao nói chuyện xong đi rồi tao sẽ bàn cho mày nghe, đừng có hỏi tao mắc cười. Ok, rồi mọi người giờ thì đã vô mọi người, giờ mình sẽ nói chuyện bày binh bố trận cho anh em cái. Rồi hẹn mình cho nha mọi người. A few moments later. Ủa gì vậy? Xem lại băng hình. Ôi
kêu mày chơi tao vậy? Dạ, nói sợ sẵn sẵn tao càng tiếng của tao hết nó vậy được rồi. Ai kêu mày hôm qua mày chơi. Ai 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 chơi không được, tao chơi không được nhé, tao chơi không được nhé. Mày biết trận không đâu không? Rồi rồi. Mày đóng rồi. Ủa, ai kêu chơi người ta rồi giờ mày nói. Chơi giờ không phải chứ bữa nay đâu. Mày đâu chơi bữa nay cho mày. Còn muốn không vậy? Hết rồi. Hết rồi. Đi vô chỗ đi thầy đồ đi. Đó mà cũng không tới phần mày đâu. Đi, đem phần kia cho ta. Đi đâu? Đi vô trong thầy đồ đi. Tao đi về. Tao. Tao đi về đây. Đi về đây. Đi vô cái áo tao mượn. Đi vô cậu Năm mượn áo cậu Năm đi, mày về chung gia chết ra. Mày đi giống mày ra, mày đi. Đó mày chung gia chết tao coi nha nhỉ. Chuyện sẽ có ngày nấu gỡ vậy trời. Mày đá đầu tao. Rồi bao nữa. Không sao chú cho mày hộ con. Mày hộ nè. Phù hộ mày chạy ra. Trời ơi mẹ đi. Mẹ cán mớp thằng rồi. A few moments later. Nhanh! Trốn luôn nha! Mới vô đi chơi rồi. Yeah, boy. Em có bọn đâu, mày ra đi. Mày đưa em nó giỡn xíu. Wow. Đi đâu hả? Vô thoát dẻo quá. Đừng, nhanh nó chạy rồi. Đừng. Ở đây đi. Mày đưa em nó giỡn xíu mà làm gian chân gì vậy? Mày giỡn mà ướt đổ chân này. Chạy vô coi. Thôi đừng có chạy vô. Nó giỡn. Đừng chạy trong. Né đi. Anh đừng có chạy vô trong đó. Đừng có giỡn. Đừng có chạy vô nghe là em đi. Cả bảy chổng hay gì? Không có. Sao? Mấy đứa em nó giỡn mà mình giỡn nó chi, tin chặn đi hoài vậy nha. Đi vô em chặn anh ở đây rồi đừng có đi vô, đừng bồ nó chắc luôn á. Em không có bồ, không có bồ đi ra. Em bồ mới chặn đây nè. Đi ra đi, đi ra. Mấy đứa em nó giỡn, đứng đây đi. Không để đậu đây, đứng đây làm cái gì? Đứng đây đừng đi vô trong đó. Sao vậy? Em nói vậy đừng đi vô. Sao không đi vô? Thôi đừng đi vô. Không em về hả? Anh đừng có về. Nèo! Anh lao hoài vậy? Anh nhìn thẳng mặt em là em nè. Ừ. Nó nè. Ba! Trời ơi! Tinh bầu chắc luôn á. Em không có bầu. Sống ở đời, đừng vội tin tưởng người quá. Nó nè. Ba! Ba thằng bộ. Ừ. Anh vừa ba đứa chơi là sáng chung diện cho mình. Cái gì vậy? Vụ gì vậy? Cái giờ em đau quá Phương ơi. Giờ em đau quá, giờ sao vậy? Nói rồi. Em lỗi. City Vĩnh Biệt. Em lỗi nha. Em lỗi. Em lỗi. Em lỗi. Em lỗi. Em lỗi. Vừa anh lâu. Chạy vô chơi vậy? Hết chưa? Hết chưa? Đó, rồi đúng rồi. Em thì rõ thầy. Vậy luôn rồi. Ướt là không có đồng đồng đâu. Trời ơi.
Để hồi lấy nước dành cho anh đó. Trời ơi, nước của Cam chứ không phải nước của anh đây đâu. Có anh hôm qua anh cũng hợp tác gì chung mà anh cũng cười dữ lắm mà. Rồi giờ anh nói gì nữa? Giờ tôi chịu nè. Xin lỗi gì nữa? Số điện thoại anh không nhận. Theo quả cười. Ok, để qua. Dám dùng gắn vô giò em định là lấy tôm bằng vô cái mấy bông bóng đó đó. Em bữa nay tụi em chơi mà hơi hiện với anh rồi đó nè. Dạ là ok. Bản lĩnh có thừa. Em bông bóng là em bơm á. Đúng vậy nè. 2, 4, 5. Còn ghế đâu núp đâu rồi. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của anh em rồi. Nếu mà mọi hay không là cái kênh ủng hộ anh em mình làm nhiều video hơn nữa nha. Bây giờ khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. A few moments later. Mày 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 biết nó cứng không? Mẹ. Dạ đây. Không tin tưởng gì nữa, mình hợp tác chung được không vậy? Được, 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 được. Vừa lòng em lắm anh nè. Rồi. Giả bộ này, giả bộ lại. Anh này. Anh này. Nè. Bơi. Bơi. Bỏ tụi con hả bơi. Bơi. Hả? Chờ đi. Chờ đi. Nào tạt nó đi. Chờ. Nào tạt đi. Ê, ê. Chết, chết, chết. Ôi, vừa lắm. Nào tạt đi. Không cùng hả? Chặt cái mặt đó hả? Thôi, cái nãy nhả. Nãy. Nãy. Cái mà nãy gà thôi à. Mày, tôi nãy không bị tạt mà. Chỉ vô đi. Tiêu rồi. Thôi, thôi, đừng có hẹn đâu à. Anh hẹn hả? Hẹn. Xong rồi cho chừng người chứ. Mày, anh hiểu rồi. Chứ mà hại ơi. Ba! Ba ơi! Mày ơi! Tháng nó dễ nó 23 rồi ba ơi! Đúng rồi mày làm gì mà mày ấy. Ba ơi! Thằng nhã nó dễ 23 rồi ba! Ba đâu rồi? Anh hỏi mày đẻ anh xuống dưới cái gì vậy? Ờ. Anh hỏi mày á. Đi ai cõi ảnh cõi. Để ai cõi ảnh kìa nhá. Chờ anh giờ bẻ anh đi. Ba ơi! Ba dạ ơi dạ ơi dạ ơi ba đang nghĩ sao con động nước vậy ba kia nó đi mà mới hàng rồi mới luôn á ba rồi ba đâu mất tiêu được rồi tiêu chạy đi đi xuống ảnh kiếm ba rồi anh Phương đâu rồi Phương ơi gì vậy làm kiếm anh Phương rồi tụng Phương này là anh đâu mất tiêu rồi sao kiếm anh này ba bài kiếm anh hạng rồi nay kiếm anh đi rồi ơi ba 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 mới 2 bộ đồ luôn á. Mình hết đồ mình chọi. Chết. Giỏi khùng cái gì vậy? Sao cái làm chút 2 chứ mà. Thôi cái đó. Chạy chỗ. Sao chú không chịu về nó không chịu gì đây. Đó mà chú kia hả? Chú gọi lên nó không chịu về nó kia vậy. Hai người chết. Anh giả mà xẹo. Đi đâu xẹo. Vậy đâu hả? Chịu hồi lòi muốn ú. Ăn uống rồi. Trời ơi. Trời ơi. Thấy không? Thấy không? Phương lẹ cái vỗ chứ cái vỗ anh Phương à cái vỗ chứ thôi vui rồi, mọi người trả hù được vui rồi có quay có lợi rồi trời đừng chịu chứ sẽ biết sao vậy của ai nấy hưởng cho mọi người đúng không bây giờ thì đây nó vụ đó nó vụ đó mày đi lên đi nãy nào đạp nó xuống đây ừ tự này mình kéo nó được anh em biết rồi luôn mà em vậy lên đi bé bà đấy hồng lên đây nào chúng nhau chết á lên đi bé bà anh rồi thì thôi chào tạm biệt mọi người bye bye.